Giặt thì nó bắt đầu với cái việc là phân chia cái màu sắc quần áo. Thì ta nhặt ra những đồ cùng màu với nhau, ta sẽ giặt vào một mảnh. Cẩn thận. Những đồ vật nhỏ chúng ta phải cho riêng vào cái túi như thế này để khi giặt nó khỏi bị văng ra ngoài. Hoặc là cái áo lót thì nó có cái gọng bằng thép, nó có thể làm hỏng cái giặt, cũng phải cho riêng vào đây. Sau đó đóng chặt thêm một tùy lại và vứt cái quần áo bình thường. Rồi chúng ta sẽ cho đồ vào trong máy giặt. Đồ như này là hơi ít, có thể cho thêm một chút nữa nhưng không bao giờ được cho đầy ắp ở cái lồng. Khi đóng thì nhớ ta đóng cần những nơi rồi bấm khẽ một cái để cho nó đóng chặt cái lẫy khóa vào. Thế thì chúng ta sẽ đổ xà phòng. Thì chúng đây là ví dụ dùng nước giặt, còn nếu dùng bột giặt thì chúng ta phải lật cái lẫy ở dưới kia lên. Nước giặt ví dụ là đầy 1 ca khoảng như thế, tùy quần áo ít nhiều. Sau đó đóng cái nắp này lại. Rồi, xong không. Sau khi đóng nắp, chúng ta kiểm tra chế độ giặt. Ở đây là regular, kiểm tra nhiệt độ nước giặt, tốc độ vắt và bấm nút cho khởi động. Thì khi đó máy tự giặt và nó đóng chặt cái nắp khóa, nắp giặt lại. Khi nào xong thì toàn bộ quá trình đèn nháy sẽ nhảy sang cái nấc giữa này. Khi đó mới mở được cửa ra để lấy quần áo.